Chào mừng Kem đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cùng bài Kem cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 trang 60-62, bài 4 có chí thì nên, bài đọc 3, tục ngữ về ý chí, nghị lực. 1. Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững. 2. Có công mài sắt có ngày nên kim. 3. Lửa thử vàng gian nan thử sức. 4. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi. 5. Học hành vất vả, kết quả ngọt bùi. 6. Thất bại là mẹ thành công. 7. Thua keo này bày keo khác. 8. Thắng không kêu, bại không nản. 9. Chớ thấy sống cả mà rã tay chèo. 10. Ai ơi giữ chí cho bền, dù ai đổi xương, đổi hướng, xoay nền mặt ai. 11. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. 12. Ngọc kia chút mãi cũng tròn, sắt kia mài mãi cũng còn nên kim. Tục ngữ Việt Nam. Như vậy các em vừa theo dõi tục ngữ về ý chí nghị lực. Trong các câu tục ngữ có từ miệt mài là chăm chỉ tập trung bền bỉ để thực hiện một công việc. Keo, một lần, đấu sức. Tra từ điển tìm nghĩa của những từ em chưa hiểu. Tiếp theo trả lời câu hỏi dựa theo nội dung xếp các câu tục ngữ trên vào nhóm phù hợp. A. Khẳng định một lẽ phải, có chí. Có ý chí thì nhất định thành công. B. Khuyên mọi người quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã chọn. C. Khuyên mọi người không nản lòng khi gặp khó khăn. Như vậy chúng ta sẽ xếp các câu tục ngữ trên vào 3 nhóm. Thì ở nhóm A, khẳng định một lẽ phải, có ý chí thì nhất định thành công thì gồm có các câu tục ngữ 2, 6. Nhóm B, khuyên mọi người quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã chọn thì gồm có các câu tục ngữ 1, 5, 7, 10, 11, 12. Nhóm C, khuyên mọi người không nản lòng khi gặp khó khăn, gồm các câu tục ngữ 3, 4, 8, 9. Tiếp theo số 2 nhỏ từ bài tập 1, em hiểu tục ngữ thường có nội dung như thế nào? Thì tục ngữ thường thể hiện những cái kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt như tự nhiên, lao động, sản xuất, xã hội, được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hàng ngày. Câu 3, em có nhận xét gì về đặc điểm hình thức của các câu tục ngữ trong bài học, tìm các ý đúng? A. Ngắn gọn, B. Giàu hình ảnh, C. Có vần điệu. D là câu thơ. Thì tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu và hình ảnh. Câu 4, câu tục ngữ nào trong bài đọc để lại cho em ấn tượng đặc biệt nhất vì sao? Cô ví dụ em ấn tượng nhất câu có công mài sắt có ngày nên kim. Vì câu đó có ý nghĩa nếu chúng ta có lòng kiên trì vượt khó thì một ngày chắc chắn sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng. Câu 5, nếu muốn tự khuyên mình kiên trì học tập thì em sẽ dùng câu tục ngữ nào vì sao? Thì nếu muốn tự khuyên mình kiên trì học tập thì em sẽ dùng câu tục ngữ học hành vất vả kết quả ngọt bùi. Vì sự cần cù chăm chỉ trong học tập sẽ giúp cho chúng ta có được thành quả tốt. Tiếp theo bài viết 3, luyện tập tả người, viết bài văn. Dựa theo dạng ý đã lập ở bài 3, trang 38, hãy viết bài văn tả một người bạn mà em quý mến. Lưu ý các em sẽ viết theo cái dạng ý đã lập và các đoạn văn đã tập viết ở những tiết học trước nhưng có thể thay đổi bổ sung một số cái ý nhỏ và thay đổi cách sắp xếp ý cho phù hợp hơn. Chú ý sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh và tạo ra các hình ảnh so sánh để bài văn được sinh động. Bài văn cần thể hiện được tình cảm của em với người tả. Người được tả viết xong các em đọc lại sửa các lỗi về cấu tạo và nội dung bài văn, khỏi dùng từ đặt câu chính tả. Cô ví dụ bài văn. Bạn Minh là người bạn thân nhất của em ở lớp 5A1. Em thích chơi với bạn Minh vì bạn Minh và em có rất nhiều sở thích chung.
Bạn Minh có một vóc dáng cao lớn, tuy học cùng lớp và bằng tuổi nhau nhưng Minh đã cao hơn em nửa cái đầu. Mình có một bộ tóc ngắn và xoăn. Bộ tóc xoăn ấy là do Minh giống bố nên có bộ tóc xoăn tự nhiên như vậy. Bộ tóc xoăn đó của Minh rất hợp với khuôn mặt tròn của cậu ấy, nó khiến cậu ấy nổi bật và khỏe khoắn hơn. Bạn Minh rất giỏi nhiều môn học, không những thế bạn còn giỏi cả các môn thể thao. Vừa qua bạn đã là đội trưởng của đội bóng đá lớp em tham gia đội bóng đá của trường. Với thân hình cao lớn của mình thì Minh dễ dàng lấy được bóng của các bạn đội bên. Khi xảy ra va chạm, Minh cũng rất bình tĩnh và vui vẻ làm hòa, chứ không gây xích mích giữa hai đội. Không những thế, trong giải bóng đá vừa rồi, em còn nhìn thấy ở Minh sự quyết tâm và bản lĩnh của một người chỉ huy khi hai đội phải đá lưng lu để mà ra, để tìm ra đội chiến thắng. Em mong rằng tình bạn của em và Minh sẽ luôn khăng khít và bền chặt, dù sau này có học cùng lớp hay không. Em rất yêu quý bạn Minh. Tiếp theo trao đổi, em đọc sách báo. Một nhỏ, các em sẽ giới thiệu một tác phẩm, câu chuyện, bài thơ hoặc là bài văn, bài báo, vở kịch mà em đã đọc về ý chí nghị lực. Gợi ý, truyện kể về ý chí và nghị lực, Dương Phong tuyển chọn, Tôi đi học, Nguyễn Ngọc Ký, Đứng dậy mạnh mẽ, Nít vô chết, Không bỏ cuộc, Kagawa, Iosiko, Dũng cảm đối mặt với khó khăn, Trường Cần. Hai nhỏ, các em sẽ trao đổi về tác phẩm được giới thiệu. Nếu em là người giới thiệu thì em sẽ trao đổi về em thích nhân vật hoặc chi tiết hình ảnh nào trong tác phẩm đó, vì sao, tác phẩm đó khiến em thay đổi như thế nào trong suy nghĩ và hành động khi gặp tình huống không mong muốn, có thể nêu ví dụ về một cái tình huống mà em đã trải qua. Rồi nếu em là người nghe thì nhân vật hoặc chi tiết hình ảnh nào trong tác phẩm đó để lại cho em ấn tượng đặc biệt nhất, vì sao? Em có nhận xét gì về cách trình bày của bạn về từ ngữ, giọng điệu, vẻ mặt, cử chỉ? Thì chúng ta sẽ trao đổi về tác phẩm được giới thiệu. Còn cách trình bày trao đổi thì chúng ta thực hiện như đã hướng dẫn ở các bài học trước.